xin chào và cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh báo hùng audio à, clip này à, giới thiệu với anh em à, hai chiếc đầu cd Marang 17d à, đây là chiếc đầu cd có thể nói rằng à, à, vừa tầm tiền mà nó full chức năng để chúng ta vừa chơi nhạc cd và vừa có thể kết hợp làm một à, dac độc lập chất lượng rất là tuyệt vời à, chiếc đầu cd Marang 17d này À, thì nó sử dụng cái giải mã là 1547 của Philips hay còn gọi là cái chip giải mã CD7 dành cho những chiếc đầu CD Marang cao cấp hoặc Philips cao cấp thường sử dụng cái chip này. À, chip này thì nó có ưu điểm là lời hát ngọt ngào, hợp nhạc vàng, nhạc trữ tình. Đó. À, nên những anh em nào chơi nhạc vàng nhạc trữ tình thì đây sẽ là một cái 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 uh, sự lựa chọn chắc chắn anh em khi nghe sẽ rất vừa ý. Uh, chiếc đầu CD Marang 17D này uh, hàng dùng lướt đầy đủ điều khiển. Xịn. Anh em lưu ý là chiếc đầu này thì phải có điều khiển xịn thì chúng ta mới sử dụng được chức năng DA nhé Riêng điều khiển này chúng ta mua nếu như mà không có đầu không có điều khiển mà chúng ta mua rời thì không dưới 3 triệu chắc chắn cho anh em như vậy. Uh, với chiếc đầu này thì uh, tại báo Hồng Audio đang bán với giá là 12 triệu đồng, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, điều khiển zin. Đó, điều khiển zin ạ, à, điều khiển zin. Đấy, điều khiển zin thì chúng ta mới sử dụng được chức năng DAC, anh em lưu ý như vậy nhé Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, chúng ta có thể kết nối với TV, chúng ta có thể kết nối với uh, uh, các cái đầu phát đường cấp quang ra để sử dụng. chiếc đầu này làm một DAC. Đó, em sẽ test qua chức năng đọc đĩa của chiếc đầu uh, hai chiếc đầu này đó. Nó nhận rất nhanh do sử dụng cái bộ cơ và mắt của Philip đó. Mắt và cơ của Philip, chip giải mã của Philip và được uh, Marang thiết kế cũng như là lắp ráp thành một chiếc đầu CD tuyệt vời như thế này. Đó. ngay cả từ cái điều khiển chúng ta thấy cái độ chắc chắn điều khiển nhôm cực kỳ chắc chắn. Ở uh, đây có thể nói là một chiếc đầu phân khúc 10 triệu trên dưới 10 triệu một chút thì đây là một chiếc đầu cực kỳ đáng chơi đối với cá nhân em. Nó ngoài ra thì còn là khẩu vị, còn là sở thích của mỗi người nhưng với những anh em chơi nhạc vàng và với cái mức giá tầm 10 triệu thì chắc chắn nó sẽ đáp ứng tốt cho anh em cả phần nghe lẫn phần nhìn và đặc biệt là cả chơi đĩa CD lẫn chơi nhạc số rất là tuyệt vời. Đó. anh em nào đang kiếm một chiếc đầu CD uh, loanh quanh tầm 10 triệu mà chưa biết chơi đầu nào uh, Muốn có một chiếc đầu CD vừa chơi uh, đĩa CD vừa chơi giải mã tầm 10 triệu Thì đây sẽ là một cái lựa chọn cho anh em cực kỳ ổn áp Đảm bảo anh em sẽ không thất vọng Và anh em hãy liên hệ ngay với em Ba Hồng theo số điện thoại 0978 263 263 để được tư vấn kỹ càng hơn Xin cảm ơn anh em